Và vừa rồi là bản nhạc huyền thoại của kênh. Video này sẽ không phải là video hài anh em ạ. Chắc là anh em xem kênh tôi nhiều rồi thì anh em có bao giờ tò mò là để làm ra được những clip cho mọi người xem thì tôi đã phải làm những gì không? Nếu anh em tò mò thì hãy xem hết video này. Tôi sẽ chỉ cho anh mọi người cách. Tin ạ. Ây da. Và đây là chỗ làm việc của mình. Cả cái phòng của mình nó hơi bừa bộn nên mình chỉ quay cái bàn làm việc thôi mọi người ạ. Mọi người có thể thấy ở đây là dàn máy tính của mình. Công đoạn đầu tiên để làm được một video ấy chính là lên ý tưởng. Mà khi có ý tưởng rồi thì mình sẽ viết ra kịch bản. Đây. Đây là hai quyển sổ mình đã viết kịch bản. Quyển sổ này bao gồm những kịch bản là từ how to cãi bố mẹ cho đến chuyện ngày Tết. Một vài clip đầu tiên của chuyện ngày Tết mình đã viết trong quyển sổ này. Đây là kịch bản đầu tiên mình viết trong quyển sổ này. Đây là video how to cãi mẹ 2. Mọi người có thể nhìn thấy mình ghi là lý lẽ của mẹ 2. Đó. Mọi người chắc không nhìn rõ chữ đâu. Thế nhưng mà ai đến nhà mình thì mình sẽ cho đọc hết. Sang bên này nữa đi. Sang bên này là có đỉnh cao thiên vị đấy. Rất nhiều những clip ở ngày đầu của mình là có mặt ở đây. Còn đây là quyển sổ thứ hai. Quyển sổ này là bao gồm những kịch bản từ how to cãi chuyện ngày Tết cho đến tận bây giờ là mình vẫn đang dùng quyển sổ này. Rất là dày luôn mọi người có thể thấy. Mình lật ra cho mọi người xem nhé. Rất là nhiều kịch bản ở đây luôn. Đây là chuyện ngày Tết này mọi người. Chuyện ngày Tết đã ăn lộ long cước dọn nhà đi này. Đấy, rất là nhiều thứ. Chuyện ngày Tết sao xa hơn đây. Có bác hàng xóm này, có bác hàng xóm anh em rất yêu thích này. Nó cứ mờ mờ nhỉ, nó không bắt nét nhỉ. À đây, để ra xa một chút. Đây là bác hàng xóm. Sau khi lên ý tưởng và kịch bản thì đến cũng là quay phim. Quay phim thì đây. Khi mà mình lập kênh từ tháng 10, 15 tháng 10 năm 2019 cho đến tháng 7 năm 2020 thì mình quay bằng chiếc điện thoại này, Sony Xperia. Và bây giờ nó đang thuộc quyền sở hữu của Vũ. Sau đó từ tháng 7 năm 2020 cho đến tháng 11 thì mình sử dụng chiếc Sony A6300. À nhầm, đây là Sony A6000 để quay. Một vài video mình đã sử dụng bằng con máy này nhưng mà mình không làm chủ được nó nên là hình ảnh nó khá là xấu. Sau đó từ tháng 11 cho đến thời điểm hiện tại là mình sử dụng con iPhone 7 Plus này, nhưng mình đang sử dụng nó để ghi âm để nói cho anh em nghe, cho nên là mình không thể quay vào được. Đây. Đây là tất cả clip mà anh em đang xem từ tháng 11 năm 2020 đến giờ là được đài thọ bởi cái điện thoại này, iPhone 7 Plus. Đặc biệt là mình vừa mới sắm một con Sony A6000 cùng kèm một cái lens để được quay video cho đẹp hơn. Như anh em có thể thấy, chính là nó. Nó sẽ là vũ khí mới cho mình để làm những video cho anh em xem. Sau công đoạn quay phim sẽ là công đoạn dựng. Đây, dựng đây. Đây là chiếc máy đầu tiên mà đã theo mình để dựng làm video. Thì năm 2017 mẹ mình có mua cho mình cái máy này để phục vụ công việc học. Thì nó có giá lúc mới mua là 10 triệu. Nhưng mà thật sự thì nó đã phục vụ mình làm các clip đến tận từ khi bắt đầu lập kênh cho đến tháng 3 đấy mọi người ạ. Đến tháng 3 năm 2021 này mọi người ạ. Rất là lâu luôn. Và tuy giá trị của nó chỉ có 10 triệu thôi. Thế nhưng mà cái doanh thu nó đem lại cho mình, cái số tiền nó kiếm ra cho mình ấy, thì lớn hơn thế, cực kỳ là nhiều luôn. Một công thần của mình. Mình đã khá là lâu không dùng nó rồi nên là có vẻ nó khá là cũ. Đây, mình sẽ bấm thử xem nó có lên không. Nó có lên. Chắc là để lâu, vẫn lên anh em ạ, vẫn chạy tốt. Nhưng mà nó có một vài lỗi nhỏ nhỏ. Đó, đây là chính là công thần đầu tiên của mình. Một trong những công thần đầu tiên để giúp mình tạo lên kênh. Đến tháng 3 năm 2021 thì mình đã nâng cấp lên một dàn máy tính mới để có thể dựng clip nhanh hơn, nâng cao hiệu suất công việc cho mọi người. Đây, như anh em thấy, chính là nó. Đây là dàn máy tính mình đầu tư để lắp để làm edit mới cho anh em xem. Đây là một chiếc màn hình RLX. Mình có một con cam Logitech ở đây để thi thoảng làm livestream. Có một chiếc đèn để chiếu sáng để livestream TikTok. Bàn phím thì mình sử dụng bàn phím full hand. Mình thì thích những thứ đơn giản thôi. Thích thứ đơn giản nên mình dùng con full hand chứ mình không thích những con phím cơ. Phím cơ nó kêu lắm anh em ạ. Đây một bộ tai nghe đó. Nhưng mà mùa hè này tai nghe nóng lắm. Bỏ đi. Đây là con chuột Logitech G90. Mình rất là thích con chuột này. Đó. Bên này có một màn hình phụ nữa. Tất cả là hình của gia đình mình.
Còn đây là Facebook cá nhân của tôi. Anh em nào thích thì hãy vào cái bảng Facebook với tôi nha. Ở đây thì mình có thêm một chiếc ghế Era nữa. Thế nhưng mà anh em ạ, mùa hè nóng lắm không chịu đâu. Mình toàn bỏ nó ra ngồi mấy ghế bình thường thôi. Hiện tại thì có nhiều anh em hay hỏi là mình tại sao hay ra clip chậm hơn. Thì có một chia sẻ thật, đó là trước đây khi mà mình làm những clip chuyện ngày Tết hay là how to cãi bố mẹ, mình chỉ mất khoảng 30 phút để lên ý tưởng cho những clip như là chuyện ngày Tết này, how to cãi bố mẹ. Và 30 phút nữa là quay là tròn 1 tiếng nhá. Và sau đó mình dựng mất 3 tiếng là rơi vào khoảng cứ cho là 5 tiếng là sẽ 5 tiếng mình sẽ có một clip. Thế nhưng đến thời điểm hiện tại thì ý tưởng nó sẽ cạn dần đi mà mọi người. Mình phải đầu tư kịch bản nhiều hơn, đầu tư chất xám nhiều hơn thì mỗi một clip mình dành ra, bây giờ mình phải dành ra tới hẳn một ngày lên ý tưởng, hẳn một ngày để lên kịch bản. Sau đó thì quay, bây giờ quay cũng không còn mất 30 phút nữa, bây giờ quay phải mất 2 tiếng, thậm chí là 2 tiếng rưỡi. Bởi vì mình sẽ phải diễn, mình phải diễn nhiều lên rồi mọi người, mình phải diễn nhiều lên, diễn cố gắng diễn tốt lên thì nó sẽ yêu cầu cao hơn so với những clip ngày trước. Đó, về dựng cũng thế. Dựng thì clip chỉ dài hơn ra một tí thôi, nhưng mà cũng mất khoảng độ 3-4 tiếng đấy, cũng không nhanh lắm đâu. Còn về phần mềm mà mình sử dụng để edit video thì mình sẽ cho anh em xem ngay. Đây là phần mềm Premiere Pro, đây là phần mềm mình sử dụng mà để edit video cho anh em xem. Đó, cũng không có gì đặc biệt đâu anh em. Thì phần mềm này thì mọi YouTuber đều sử dụng mà. Vậy là mình vừa chia sẻ một vòng cho anh em xem quá trình mà mình đã thực hiện các video của mình. Hy vọng là với sự đầu tư mới từ trang thiết bị sẽ giúp mình có những clip hay hơn cho mọi người xem. Mọi người cùng chờ đón các sản phẩm mới của mình nhé. Cảm ơn mọi người.